Con Thông có ở nhà không? Thông à, Thông ơi. Dạ. Dì Sáu vô nhà chơi. Dạ chào Chào chị. cô. Chào cậu. Dạ. Vô nhà chơi. Dạ. Đi con. Dạ. Bữa nay dì Sáu qua tìm con có chuyện gì không? Con mời dì. Mời cô. Dạ. Mời cậu. Dạ con cảm ơn. Thông nè. Dạ. Cháu còn lúa để bán không? Dạ còn. Con tính chiều nay đem bán nè. Vậy thì tốt quá. Dạ. Tao có hai đứa cháu có nhà máy gạo ở trên thành phố á. Hôm nay á tụi nó về thu mua lúa gạo. À. Tụi nó còn đem xe tải về đây chở nữa. Chị à, em á có nhà máy gạo ở trên thành phố, mà dạo này á tụi em ký hợp đồng lớn lắm, cho nên là phải đích thân đi thu gom luôn. Nếu nhà có lúa gạo gì đó chị bán cho em nha. À, thì nhà cũng còn mấy chục dạ đó. Cô vô coi sao. Dạ. Để em nói chị nghe. Chỗ cũng gì sao quen biết đó. Mà tụi em đã về tận đây mua rồi thì chị yên tâm, em không có để chị thiệt thòi đâu. Em á sẽ trả cho chị giá cao hơn giá thị trường luôn. Nói thiệt, nhà còn ít lúa đình để ăn, nhưng tại nhà chị đang lo gom tiền để cho nó học một cái nghề ổn định. Dạ. Chứ để nó theo mình làm ruộng hoài thiệt thòi quá. Dạ. À, cháu đó hả chị? Dạ. Con bé dễ thương quá ha. Nó mới tốt nghiệp cấp 3, nhà chị cũng không có khá giả nên cũng không cho cháu học tiếp được. Dạ. Giờ đang muốn cho nó đi làm thêm để kiếm đồng ra đồng vào để phụ với má nuôi em. Sao nó còn hai đứa em nữa. Khổ lắm cô chú à. Giờ tôi cũng không biết tính làm sao nữa. Dạ. Chị à, chỗ chị em mình lại quen biết chị Sáu đây. Để em giúp cháu cho. Em có chị bạn á, mới mở công ty, đang cần một nhân viên làm tạp vụ. Lương một tháng khoảng 2 triệu đó. Nếu mà chị đồng ý thì cho cháu lên làm. Em giới thiệu giùm cho. Thiệt hả cô? Dạ. Mà chỗ đó là ở đâu vậy? Ở Sài Gòn đó chị. Ở thành phố hả? Dạ. Người đó là bạn của em, chỗ quen biết cho nên em mới giới thiệu. Chứ nếu là người khác á, em không có rảnh làm mấy chuyện này đâu. Chị cứ yên tâm, làm ở đây á, việc nhẹ, lương cao, lại được nuôi ăn cả ngày nữa. Vậy thì tốt quá. Để chị hỏi lại con nhỏ xem sao. Chị cứ bàn với cháu đi. Còn lúa á, em sẽ cho người tới cân sau, rồi trả tiền luôn, ha. Dạ. Thôi tao về nha Thông. Dạ. Em về. Dạ. Ngày mai em ghé lấy lúa. Nếu mà chị đồng ý á thì là em đón cháu luôn, để cho nó đỡ tốn tiền xe đò, với lại đỡ bỡ ngỡ nữa. Nếu như mà cho nó có mấy đứa bạn cùng lứa tuổi đó mà thích đi làm á thì em giới thiệu cho nó luôn. Biết chi không, để cho con bé đó nó có bạn đỡ buồn. Đúng không Cảm ơn chị? cô nhiều nha. Dạ. Chị ngày mai cô nhớ ghé lấy lúa nha. Dạ, em về nghe chị. Dạ, cảm ơn cô. Chị. Nè, hôm nay kiếm đủ hai người rồi, chị em mình rút lẹ nha. Ừ. Làm thì làm cho lẹ chị ơi, chứ tụi cớm mà đánh hơi được á thì chết cả đám. Mày khỏi phải nhắc nhở, chị biết điều đó. Tối hôm nay chị em mình qua xã bên,
coi mùi có ngon không. Ừ, ok. Vậy đi nha. Hai đứa đi làm phải nghe lời người ta, chăm chỉ làm việc như vậy mới không uổng công cô Lan Anh giúp mình. Nhớ nha con. Chị khỏi có lo đi. Dạ. Đã có em rồi, có gì em chỉ bảo cho, không phải lo gì cả nha. Tội nghiệp hai đứa đi làm mà không có bộ đồ nào cả. Cái đó thì càng yên tâm, đã có em rồi, em sẽ mua đồ cho tụi nó, mai mốt tụi nó có lương tụi nó gửi lại cho em. Thôi thôi thôi, hai đứa ra xe đi nha. Thưa má con đi. Ừ. Thưa bác con đi. Ừ. Thôi chị đừng có lo, đã có em rồi. Em á lúc này cũng nhiều việc lắm, lu bu quá trời à. Em còn phải qua xã bên đón hai đứa cháu họ để nó lên giúp việc nhà cho em. Mai mốt rảnh á em đưa mấy tụi nhỏ về thăm chị. Chị đừng có lo nha. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Cô đi mạnh khỏe nha. Dạ. Cảm ơn cô. Cô Thông. Dạ. Cháu nó đi rồi hả? Dạ. Ờ, thôi có cổ lo vậy là tốt rồi. Dạ. Đừng lo ha. Thôi dạ. Vô nhà đi. Mời vào. Có việc gì vậy An? Báo cáo thủ trưởng, trinh sát mới báo về. Ở Quyền Ích có hiện tượng các cô gái trẻ bị mất tích trong thời gian gần đây. Đồng chí ngồi đi. Cậu nói cụ thể hơn xem. Dạ. Theo điều tra sơ bộ thì trong thời gian mà các cô gái mất tích, có sự xuất hiện của một người phụ nữ và một người đàn ông. Họ đã dùng thủ đoạn giả vờ mua lúa, gặm các cô gái trẻ nhà nghèo. Hiện hành tung của hai người này đang được điều tra. Đây có thể là một vụ liên quan đến đường dây buôn bán phụ nữ. Các cậu tiếp tục theo dõi, nếu có tin tức gì mới thì báo cáo liền cho tôi. Rõ, thưa thủ trưởng. Cậu gọi Hưng vào, tôi có chuyện gấp. Rõ, thủ trưởng. Dạ, anh chưa gọi em. Ừ, vô đây. Cậu ngồi đi. Dạ. Có chuyện gì vậy anh? Cậu và Thủy điều tra tới đâu rồi? Dạ, tụi em cũng tìm ra được nơi Lan Anh đang ở và cũng cho anh em mai phục ở đó. Nhưng hiện giờ đối tượng vẫn chưa xuất hiện. Trinh sát vừa báo có hiện tượng là các cô gái trẻ bị mất tích ở xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Cùng với đó xuất hiện có hai người lạ mặt. Người đàn ông tên là Lực, còn đàn bà tên là Lan Anh. Lan Anh này có phải chính là đối tượng chúng ta đang truy đuổi không? Cậu và Thủy chú ý theo dõi. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến đường dây buôn người mà chúng ta đang thụ lý. Dạ. Vậy ngay chiều nay em và Thủy sẽ xuống Đồng Tháp luôn. Cố gắng nha. Tôi sẽ báo cáo với cấp trên để phối hợp với tỉnh bạn. Dạ, vậy em xin phép. Đây chị. Dạ. Hình như chị từ xa tới đây hả? Dạ. À, em đi thăm người bạn. Mà lâu quá rồi em không có ghé vùng này cho nên là cũng không có nhớ lắm. Bạn chị tên gì? Nhà ở đâu? Để tôi chỉ dùm cho. Chứ đường xa ở đây vắng vẻ khó tìm lắm. Dạ. Cảm ơn chị.
Dạ vậy con có gì con đi cho bác hai. Con chào bác con hai. Con có gì con cứ đi đi con. À cái con bé đó cũng ở trên thành phố về đó. Coi có phải bạn của chị không? Dạ không. Chị có biết nhà con bé đó không? Chị đi vô đến giữa xóm hỏi nhà bà hai tính. À vậy hả? Dư tiền vậy chị? 10.000. Đây cảm ơn à. Em đi nha, em có việc một chút. Người ta nói ở hiền gặp lành thiệt đúng đó anh. À bà hai tính coi vậy bà có phước ghê. Ừ. Già cả rồi, đau ốm liên miên, không biết dựa vào ai nữa. Cũng may á là có đứa con gái nuôi, nó lo cho cũng đỡ. Có mấy ai mà được như bà đâu. Ừ. Con bé thật là dễ thương. Không biết nó tên gì vậy? Hình như là Liên. À cô kiếm ai vậy? Chào con. Cảm ơn cô. Cô kiếm cô Liên. Ừ, cô Liên không có nhà. Cô chờ cũng được. Vậy con mời cô vào trong nhà ngồi chờ. Con mời cô vào. Bà ơi, bà về ăn cháo đi bà. Của bà đâu? Dạ, đi kêu ông Tư tới chích thuốc cho bà rồi. Ừ. Cô vào đây nè con. Liên đó con. Dạ không. Con là bạn của Liên ạ. Chắc tại cô giống cô Liên của con quá cho nên bà con lầm đó. Vậy hả? Dạ. Bà ơi, bà ăn cháo nha. Ừ. Thôi, con có bận gì con làm việc đi. Để đây cô đút bà ăn cho. Dạ. Bà ơi, vậy bà ở đây ăn cháo nha bà. Con đi về nhà nấu cơm rồi con quay lại đây liền. Để con đút cháo cho bà ăn nha. Cô ơi, vậy cô ở đây chờ cô Liên của con nha. Con về nhà con mang khoai lang qua. Con đi nha bà. Bà ráng ăn đi. Bà phải cố gắng ăn mới mau khỏi bệnh. Phiền cô quá. Đâu có gì đâu bà. Già cả rồi nên nó vậy đó cô ơi. Chỉ thương con Liên, nó cứ lẩn quẩn bên tôi hoài. Biết chừng nào nó mới lấy chồng được. Con nghe nói là Liên đang nhờ người kiếm việc phải không bà? Ừ. Nó cứ vì tôi nên nó không có làm gì được hết á. Tội nghiệp nó. Dạ. Liên là con út hả bà? Không. Nó chăm sóc lo lắng cho tôi chẳng khác gì con gái vậy, còn hơn con ruột nữa. Không có nó, cái thân già này chết từ lâu rồi. Thời buổi bây giờ hiếm có người con gái nào tốt như vậy lắm bà ha. Nó đang làm việc ở trên tỉnh á, nhưng mà thấy tôi bệnh hoạn vậy nè nên nó nghỉ làm ở nhà chăm sóc tôi.
Em lo cho má trước đi, rồi một lát nữa hai chị em mình nói chuyện với nhau ha. Dạ. Má, con đi miết mới kiếm được ung thư, con mua thuốc về cho má rồi nè. Ước gì má được một phần sức khỏe của ông Tư thôi, để cho con bớt khổ. Má đừng nói vậy. Ông Tư nói là bệnh của má chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi là sẽ khỏe thôi. Con ơi. Dạ. Má không uống thuốc đâu. Thuốc thang chỉ tổ tốn tiền rồi làm khổ con nữa. Má, chuyện đó con lo được mà. Má đừng lo. Tội nghiệp con tức quá. Má uống thuốc nè. Chào cô. Nè, ngồi đây với cô. Con học lớp mấy rồi? Dạ, con không có đi học. Sao lại không đi học? Dạ, tại nhà con nghèo quá nên con phải ở nhà phụ giúp ba má làm ruộng. À, vậy sao con không xin đi làm thêm gì đó để phụ giúp gia đình? Con có kiếm việc làm chứ, nhưng mà con nhỏ quá không ai mướn hết. À, vậy nếu như có việc làm á thì con có thích không? Dạ thích chứ cô, nhưng mà không biết là có ai chịu nhận con vô không nữa. Đã có cô rồi thì chắc chắn phải nhận thôi. Nhưng mà làm việc ở đâu vậy cô? Ở Sài Gòn. Thế vé cô? Ừ, nhưng mà năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 15 tuổi. Ừ, để cô giúp cho. Vậy con cảm ơn cô nhiều lắm. Cô nhớ giúp con tìm việc làm nha cô. Ừ. Chị. À. Tí về nhà đi, cho chị nói chuyện với khách một chút. Dạ. Con để đây, cô và chị ăn nha. Ừ. Ngồi đi em. Dạ. Chị ăn miếng khoai nè chị, ngon lắm. Ừ, cảm ơn em. Đây đây, lát nữa chị ăn. Dạ. À, chị tên là Lan Anh. À, chị có nghe mấy người quen á giới thiệu là em đang cần việc làm, cho nên là chị mới tới đây. Ừ, dạ. Nhưng mà má em còn yếu quá, chứ em không đi làm được đâu. À, chị biết là em thương má, nhưng mà thương má thì cũng phải có tiền mới mua thuốc cho má được chứ. Em cũng biết vậy. Chắc là em phải chờ cho má em khỏe. Chị ráng thư thư cho em ít bữa. Chị nói thiệt, chị có người bạn ở trên thành phố á, mới mở công ty, đang cần công nhân. Nếu như mà em chắc chắn là muốn đi làm á, chị sẽ nói với bạn chị chừa lại cho em một chỗ. Dạ. Nói thiệt nha, chị thấy hoàn cảnh của em như vậy, cho nên á, chị mới nhiệt tình như vậy. Chứ thiếu gì người muốn làm chỗ này, mà đâu có được đâu em. Dạ. Nhưng má của em. Nhưng cái gì mà nhưng? Má em á, còn con trai nè, còn cháu nội, thiếu gì người chăm sóc. Nhưng mà không có tiền để mua thuốc á thì rất là nguy hiểm, em biết không? Dạ. Chị để em suy nghĩ kỹ lại. Suy nghĩ nhanh nhanh lên, chứ để mà em chậm á là người khác người ta làm mất rồi, đến lúc em không có việc làm đó, biết không? Dạ. À, vậy thôi được rồi, suy nghĩ gấp gấp đi nghe không? Ngày mai chị quay lại. Dạ. Chị về đi. Em chào chị. Ừ.
Hưng nè. Bác. Vô ngồi uống nước. Dạ. Ủa, bác ở nhà có một mình hả? Bác trai đâu rồi? Con uống nước đi. Bác trai sang hàng xóm chơi cờ với bạn rồi. Dạ. Còn con Thủy suốt ngày biền biệt. Một mình bác ở nhà như vậy, bác buồn muốn chết con à? Dạ, thôi bác đừng có buồn nữa. Thủy cũng chỉ đi công tác thôi mà. Công việc thì bác không có nói, nhưng muốn gì á cũng phải lấy chồng, sinh cho bác một đứa cháu, rồi làm gì thì hãy làm. Hưng nè. Dạ. Bác hỏi thật con nha. Con làm cùng cơ quan với con Thủy, con thấy nó để ý ai chưa? Dạ. Thủy kính lắm, cháu cũng không biết nữa. Con làm cùng cơ quan với nó, con khuyên bảo nó giùm bác, biết đâu nó lại nghe lời đồng nghiệp. Dạ, bác cũng biết tính Thủy rồi đó. Cổ mà lao vào công việc rồi á thì khó dứt ra lắm. Còn việc cháu khuyên Thủy lấy chồng á thì cháu sợ Thủy giận cháu mất. Hưng nè, chiều nay con ở lại ăn cơm với bác nha. Dạ, thôi được rồi, con cảm ơn bác. Chiều nay con xuống chỗ làm, bác có nhắn gì cho Thủy không? Con nhắn lại cho. Con cứ nhắn lại với Thủy tất cả những gì bác vừa nói với con là được. Dạ. Con uống nước đi. Sếp đâu không? Sếp mới về phòng đó anh. Ủa, sếp. Sếp à, sao vậy sếp? Sếp, gọi cấp cứu. Dạ. Sếp à. Má, má uống nước đi má. Cảm ơn con. Cậu đang chờ thằng Hưng hả? Dạ, anh nói tối nay anh xuống. Ừ. Con à, chắc là nó bận chuyện gì đó thôi nên nó mới xuống trễ đó. Nhưng mà giờ này đâu còn chuyến xe nào nữa đâu má. Con sợ có trục trặc gì rồi. Ui, con đừng có nói xui xẻo như vậy chứ. Mà sao con không gọi điện thoại cho nó đi? Con gọi rồi, nhưng mà không có liên lạc gì được. Má ngồi đây nha, để con ra ngoài coi thử coi sao. Ừ, trời tối rồi đó. Dạ. Con cẩn thận nghe không? Dạ, con biết rồi. Thank you.
Sao lạ đây? Nó ra giờ này cậu lại xuống chỗ Thủy rồi chứ. Thủ trưởng bị vậy em đi sao được? Tôi không có sao, chỉ mệt chút thôi. Cậu lập tức xuống ngay chỗ Thủy đi. Tự nhiên tôi thấy lo lắm. Dạ thôi, cũng trễ rồi, sáng mai em đi cũng được. À, anh ăn cháo nghe. Anh ngồi dậy đi. Phố nấu bếp củi sao được? Con làm được mà. Má cứ lên nghỉ đi. Thôi, má nằm hoài suốt ngày nó cũng ngứa tay ngứa chân lắm. Dạ hai má con mình cùng làm nha. Ừ. Liên ơi, Liên ơi, chị có tin vui cho em nè. Chị tới rồi, để con lên nha. Con đi lên đi. Để đó cho má đi con. Ủa, chị Lan Anh, chị mới tới hả? Chị vô nhà chơi. Thôi, ngồi đây đi, nóng lắm. Ngồi đây. Dạ. À, chị có đem quà cho má em đó. Thôi, chị ơi, em ngại lắm. Trời ơi, có gì đâu mà ngại. Chị em mà. Tuy là chị em mình mới gặp nhau chứ chị coi em á như là em gái của chị vậy đó. Thôi mình lên đường đi. Người ta đồng ý á trả lương cao cho em để em có tiền á mua thuốc lo cho má, rồi em yên tâm làm việc cho họ. Nè, đây là số tiền mà họ ứng cho em đó, lương rất là cao luôn, cơ hội có 1 không 2 đó nha. Nè, em đừng có chần chờ gì nữa, lẹ lẹ đi. Dạ, chị để em soạn đồ nha. Như vậy á mới là người biết suy nghĩ chứ. Chị thấy em á thông minh lắm. Dạ. Chị nói em nghe nè, chị với em á thì thân rồi, chị không có tính toán gì đâu. Nhưng mà đây là số tiền của người ta, cho nên cũng cần em ký cho chị một chữ. Coi như là em đã nhận tiền lương 3 tháng rồi đó. Sổ nè, đó em ký vô đây nè ha. Không 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 phải, bên đây nè, bên này viết nè. Dạ em ký đi, không có gì đâu. Ký đi em. Được rồi được rồi. Chị qua bên kia chút xíu, một lát nữa chị quay lại nhé. Dạ. Rồi chuẩn bị đi. Dạ. Chị đi nha. Dạ. Chị Lan Anh đâu con? Người ta có quà cho má nè. Con định đi thiệt sao? Dạ. Sao con không chờ thằng Hưng về
rồi bàn bạc coi làm sao đã chứ con. Không kịp nữa, con phải quyết định nhanh thôi, nếu không bị lỡ cơ hội mất. Ừ. Má cầm chỗ này đi, con biếu má. Thôi má không lấy đâu. Má cứ cầm đi, có gì con sẽ quay lại. Ừ. Má chờ con chút nha. Ừ. Đây là thư với điện thoại, má đưa cho anh Hưng giùm con nha. Ừ, thơ thì được rồi, còn điện thoại con giữ để liên lạc chứ. Nguy hiểm lắm, dễ bị lộ lắm má. Má cứ đưa anh Hưng giùm con. Ừ, má hiểu rồi. Ừ, thôi con vô chuẩn bị nha. Ừ. Con à, đi cẩn thận nha con. Dạ, con biết rồi, má nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Con đi đó. Chào bà. Chị Liên, chị thấy em bận đồ có đẹp không? Cô Lan Anh mới mua cho em đó. Đẹp. Con chào má. Ừ. Nhìn thằng bé mặc bộ đồ khác hẳn ha. Nhìn rất là men. Chị mua chi cho tốn tiền. Đâu có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Mình đi em ha. Cô ơi, khi nào cô dẫn con lên thành phố làm việc vậy? Không ấy, cô dẫn chị Liên lên thành phố, xong rồi quay lại đây dẫn con lên nha. Chắc chắn rồi, cô hứa mà. Dạ. Tí, con không được đòi hỏi như vậy nghe chưa? Ừ, dạ, con biết rồi. À, thôi, mình đi, đi em, đi. Dạ, con đi nha má, má giữ sức khỏe nha má. Ừ. Tí, nhớ coi chừng mẹ chị nha. Dạ, em biết rồi. Ừ. Có gì đâu mà lưu luyến. Ừ, đi rồi vài bữa mình có tiền về thăm bà. Hả? Dạ, con đi nha. Ừ. Lẹ lẹ đi em ơi, trễ rồi. Lẹ lẹ đi. Nhanh lên. Mình đi làm chứ đâu phải đi đâu đâu mà em lo. Có gì đâu mà nặng lòng dữ vậy. Có chuyện gì vậy? Dạ không có gì chị. Chào má. Trời ơi, sao giờ này con mới tới, nó đi rồi. Cậu đi đâu vậy má? Nó để lại cái này con coi đi. Anh Hưng, chúng đã lộ diện, không thể trì hoãn được. Em sẽ theo chúng vào tầng hang ổ. Nhưng hiện thời chúng mình không thể liên lạc với nhau được. Anh và mọi người cứ yên tâm, em sẽ tìm cách liên lạc lại sau. Má. Ừ? Má có biết cậu đi đâu không? Mà cậu đi đường nào vậy? Nó mới đi chừng nửa tiếng à. Đi cái đường đi lên thành phố đó con. Dạ dạ, thôi con đi đây. Con đi cẩn thận nghe không? Dạ. Thank you.
Dạ. Trời ơi em, trời ơi, sao ông ở trong nhà mà ra đây làm gì vậy? Có chuyện gì vậy? Dạ em ở trong nhà lâu quá nên ra đây cho nó thoáng. Vậy hả? Vậy thôi mình vô ăn cơm ha. Đi. Sao chị mua nhiều đồ ăn quá vậy? Nhiều đồ ăn hả? Hôm nay á, chị liên quan chia tay với em mà. Ủa, chia tay hả? Ừ, đúng vậy. Sáng mai chị đưa em tới nhận việc mà. Vậy là coi như nhiệm vụ của chị đã kết thúc rồi đó. Chị giúp em nhiều như vậy rồi mấy mối em biết tìm chị ở đâu để cảm ơn. Cái số của chị á là phải làm từ thiện để tích đức. Em lo ba cái chuyện ơn huệ làm gì cho nó mệt. Ăn cho nóng đi. Chị chỉ mong là em đừng có trách chị là được rồi. Chị giúp em chưa cảm ơn chị, sao dám trách chị? Thôi ăn đi, để nguội hết. Ngon không em? Dạ. Mai mốt á, em còn được ăn ngon hơn vậy nữa. Cuộc sống của em á sẽ thay đổi, sẽ sướng hơn nhiều. Thank you.